Ad hoc tiếng Anh, ad hoc testing là một phương pháp kiểm thử được sử dụng phổ biến khi thực hiện kiểm thử phần mềm mà không có kế hoạch hay tài liệu. Phương pháp này đã bị chỉ trích bởi vì nó không có cấu trúc và do đó các sai sót được tìm thấy bằng cách sử dụng phương pháp này có thể khó tái hiện thực vì không có tài liệu trường hợp kiểm thử. Tuy nhiên, ưu điểm của kiểm thử ad hoc là những sai sót quan trọng có thể được tìm thấy một cách nhanh chóng.